Rồi chào anh em ha. Nay quay cho anh em cái động cơ 4T84 ha, hàng bãi ha. Về nó bị hư cái bơm trộn rồi anh em, nên mình tháo ra. Sẵn tháo ra mình quay cho anh em xem ở trong đường nước của nó luôn ha. Để anh em nào có nhu cầu xài thứ này cần cái bơm trộn thì mình lắp vô. Đây. Cái này cái mặt nước của lốc ha. Đây, nó đẹp anh em. Máy này tại vì ta xài nước xanh không ạ. Quay từ chi tiết ha. Máy này thì nước sơn thì mình cũng có dặm lại ngất chỗ ha, nó cũng có chốc nhẹ nhẹ mấy chỗ này nè, có dặm lại rồi ha. Nhưng mà bao anh em đồ ghim dặm nhẹ nhẹ, tại vì đồ bãi về nó cũng xấu xí lắm. Nè, rồi mình chia sẻ anh em cái trục bô ha. Trục bô này thì còn khá là chuẩn nha anh em. Đây, mình cầm cái tay sao đắt không có nghe cục gạch luôn ha. Nè. Đó. Bù lon nè, khía cạnh còn đầy đủ ha. Tại vì dòng trục bô là nó chạy cái lượng ga cao lắm, nên nó còn gì là cũng khá là chuẩn nha, hàng bãi. Cái máy này cái thông số kỹ thuật nó nằm đây nghe anh em. Nó 58 mà. 58 ABS. Dòng tua nhỏ nhất là 2008, nó sản sinh mát luôn là 3060. 1.99 lít nghe nè. Máy này bé tầm 84 ly. Đây. Bên đây con heo còn khá là đẹp nha anh em. Heo dậu. Đây. Heo cơ nha. Có càng tắc luôn. Có xương hàng giải nhiệt nhất. À, quay cho anh em xem. Đây, đây là mấy cái đường keo của máy zin nha. Nè. Mấy bao anh em coi luôn, thầy thả là coi luôn máy chưa trẻ, chưa bung. Đó. 4T84 chục bô. Dòng này thì nó cũng hơi hiếm nha anh em. Đây là đầy bự luôn. Đây. Đây này thì mảnh cực kỳ nha anh em. Đây, quay qua này cho anh em nha. 84. Đây. Cho dẫn anh em xem cái keo này ha. Ừ. Còn bơm luôn nha anh em. Em nào có nhu cầu xài thì gọi cho mình ha. Máy móc thì trong tình trạng này đẹp. Bãi gì là chuẩn nha anh em. Anh em nào có nhu cầu xài thì gọi ha. Máy này thì chạy rất là quy lực anh em, dùng sông nước Cà Mau là kinh nghiệm là nhiều lắm nha. Chạy vỏ 9.2 lấy 1.4, chạy được khoảng 60 cây số trên giờ nha anh em. Và cái đó mức ga để cho anh em tham khảo thôi, còn anh em nào chạy vỏ nhẹ hơn nữa thì đổ bốc nó càng cao hơn. 4T84, máy này chưa qua sửa chữa, chưa qua mà xài ở Việt Nam nha, mấy hàng bãi nhập về sao mình quay bán gì ha. Quay nhẹ quay cây chút xíu mình đăng lên để bán cho anh em ha. Anh em nào nhu cầu xài thì gọi ha. 84E là con thép ha. Đây, quên đây, chỉ cho anh em đây. Đây, mấy con zin ha. Đây, mình cũng nói trước ha, máy này mình cũng có dặm nước sơn nhẹ nhẹ lên nha. Dặm phần nào thôi chứ không có dặm hết nguyên con ha. Ok, để anh em có nhu cầu xài thì gọi mình. Chục bô cũng khá là chỉnh nha. Ống gió qua bô này cũng còn đẹp, chưa bung chưa gần. Rồi, mình quay chia sẻ chút xíu rồi mình test máy cho nó nổ cho anh em tham khảo ha. Mình test cho chạy, mình không có test lâu ha, tại vì nó không có cái bơm trộn
Với thứ hai nữa là test khô mình không có test được lâu. Rồi anh em nào có muốn nhu cầu mua thì muốn test lại thì mình chuyển nước đâu đó rõ ràng để mình test cho anh em xem ha. Rồi anh em nào có nhu cầu xài thì gọi mình để chút xíu mình đăng lên YouTube đó anh em tiện theo dõi ha. Rồi máy móc thì mình bán mình bao anh em là ghim chăm chăm, chưa la chưa chuyển ha. Còn có dặm nước sơn là ít chỗ này nghe nè, đâu đó mà nói rõ ràng nghe nè, như cái đầu này nè, anh em được có thể mua, không lăng tăng thì vô. Còn anh em sợ sơn phết rồi đó thì mình cũng có động cơ khác, mình cũng còn nữa nghe anh em. Rồi 4T84 thì mình còn cũng 5-7 cái nghe anh em nào có nhu cầu xài gọi ha. Rồi mình kết thúc video tại đây, xin chúc anh em, chào anh em.